Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hoa. Trước mặt các bạn là nhà thờ Công giáo Garder, nhà thờ dành cho người Ba Lan trên nước Áo. Nhà thờ có vị trí tại quận 3 của thành phố Viên, Cộng hòa Áo. Tại thành phố Viên cũng như tại Áo, đại đa số người dân dùng tiếng Đức làm tiếng bản địa. Ngoài ra, có một số dùng tiếng Hung và tiếng Ba Lan và một số ngôn ngữ khác. Cộng đồng người Ba Lan có lẽ là cộng đồng ngôn ngữ khác khá lớn. Ước tính có hơn 75.000 người Ba Lan hiện đang sống ở Viên. Trong số này, khoảng 15% thường xuyên tham dự các buổi lễ nhà thờ. Ở đây, họ cũng có thể trau dồi văn hóa của họ. Cộng đồng Ba Lan có lẽ là một trong những cộng đồng năng động nhất trong thành phố. Từ năm 1897, nhà thờ được giao cho những người theo chủ nghĩa phục sinh Ba Lan. Kể từ đó, thánh lễ đã được cử hành ở đây bằng tiếng Ba Lan. Hàng nghìn người đến nhà thờ vào chủ nhật hàng tuần. Các buổi lễ bằng tiếng Ba Lan được tổ chức không chỉ ở đây mà còn ở 16 nhà thờ ở Viên và các khu lân cận khác. Nhà thờ Garder với lối kiến trúc theo phong cách chủ nghĩa cổ điển, với lối trang trí nội thất theo phong cách Rococo. Kiến trúc Rococo là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp từ thế kỷ 18. Phong cách này thường tập trung vào những đường nét họa tiết trang trí có các đường cong. Rococo đã phát triển một cách đại chúng, phổ biến khắp châu Âu trong thế kỷ 18. Ở Paris, phong cách Rococo thể hiện nhiều ở những công trình trang trí đồ gỗ hoặc tường nhà của những biệt thự, nhà riêng. Tại Đức và Áo, phong cách Rococo được ứng dụng vào các công trình nội thất kiểu Baroque trong các nhà thờ và các cung điện. Vào năm 1754, việc quy hoạch một nhà thờ bệnh viện hoàng gia được thực hiện và nhà thờ Garder được tiến hành xây dựng bắt đầu từ năm 1755 do kiến trúc sư Nicolas von Farkassy thiết kế. Nhà thờ đến năm 1763 thì hoàn thành và được thánh hiến vào năm 1763. Nhà thờ mở ba mặt, có không gian hình vòm ở giữa, hơi bầu dục. Phần mở rộng là của dàn hợp xướng. Vào năm 1890, tòa nhà bệnh viện hoàng gia phần lớn bị phá hủy và phần còn lại, bao gồm cả nhà thờ, được giao cho những người theo chủ nghĩa phục sinh Ba Lan vào năm 1897. Vào năm 1898, nhà thờ Garder đã được cải tạo và trùng tu lại. Kể từ đó, nhà thờ dành cho cộng đồng người Ba Lan sống ở Viên cho đến ngày nay.